Thưa quý vị, có thể nói với trẻ em Đà Nẵng, một năm học kết thúc không có lễ bế giảng, được chia vui cùng với bè bạn, thầy cô đã là một thiệt thòi. Thêm việc một mùa hè sắp kết thúc mà chưa được sang khỏi vui chơi thỏa thích thì càng mang theo nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, ở nhà được xem là phương án an toàn nhất cho các em. Và mỗi gia đình, tùy theo hoàn cảnh của mình, luôn cố gắng mang lại cho các em những điều bổ ích trong những ngày giãn cách xã hội trong mùa dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đều đặn hai buổi một tuần, em Châu Hà Linh, 7 tuổi, trú tại phường Hòa Vinh, quận Liên Chiểu, là tham gia chương trình học online tiếng Anh do ba mẹ đăng ký. Dù chỉ giao tiếp với cô giáo và các bạn qua môi trường trực tuyến, nhưng cũng đã góp phần mang lại cho em niềm vui bổ ích trong những ngày hè, nhất là khi phải ở nhà một thời gian dài, trong khi ba mẹ thường ngày vẫn đi làm và nay còn tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại địa phương. Ở nhà con học online tiếng Anh. Trong thời gian qua, ba mẹ cũng bài con học tiếng Anh. Ở nhà, con nghe nhạc tiếng Anh, vừa nghe, vừa học thuộc, để con biết nhiều thứ. Đối với gia đình em Phan Triến Nguyễn, mỗi ngày ở nhà, ngoài đọc sách, hai chị em thường cùng nhau chơi bóng bàn để nâng cao sức khỏe. Để em không bị hỏng kiến thức trước khi bước vào lớp 3, mẹ em cũng tranh thủ thời gian hướng dẫn phụ đạo thêm cho em những khi rảnh rỗi. Trong thời gian mà các con nghỉ dịch và nghỉ hè rất là lâu thì để tránh tình trạng mà các con bị mất kiến thức và bị hỏng kiến thức quá dài thì mẹ cũng dành thời gian lên một cái thời gian biểu cụ thể để các con có cái thời gian để ôn tập lại kiến thức, đồng thời là để hạn chế việc các con xem TV và cứ sử dụng các thiết bị điện tử khác thì mẹ cho các con chơi các trò chơi thể thao trong nhà hoặc là chơi các trò chơi dân gian. Bồi đắp cho con tình yêu đối với sách, dạy con làm việc nhà, hướng dẫn con những kỹ năng sống cần thiết thông qua sách báo internet, đăng ký cho con những khóa học online bổ ích theo sở thích của con, hay đôi khi chỉ đơn giản là dành thời gian trò chuyện cùng con. Đó là cách mà rất nhiều gia đình đang tự cân bằng cuộc sống để góp phần vừa giúp con thích nghi với bối cảnh mới, vừa mang lại những trải nghiệm nhiều màu sắc. Để mùa hè giữa mùa dịch, dù không thể gọi là mùa vui trọn vẹn, cũng là mùa vun đắp những giá trị gia đình, mùa lắng nghe và thấu hiểu con người.